Treo người lên. Chủ nhân, quân Bất Tử đã đạt đến mức đông máu cấp tốc, bách độc bất xâm rồi. Trước mắt chỉ thiếu khẩu quyết của thống lĩnh thôi. Phế vật, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Không thì ngươi làm quân Bất Tử đi. Thuộc hạ biết sai, chủ nhân tha mạng. Tìm cho ra người lấy bí quyết về cho ta. Dạ. Bộ phim Dương Thiên Cương, Quân Đoàn Bất Tử. Sao Minh Ước Dị Thủy, Đường Thái Tông ra sức phát triển kinh tế, ổn định chánh cục, chuẩn bị quân lực. Chờ khi mọi phương diện thành thục, lập tức tiêu diệt sự xâm lược quấy nhiễu của Đột Quyết ở biên cảnh Tây Bắc. Đồng thời Đột Quyết khả hẳn muốn vì Dương Phi xây một bức tượng Đại Đường, vì muốn bảo vệ quan hệ Minh Ước với Đột Quyết, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi phát triển cho nước nhà, nên đã sai một nhóm thợ giỏi đến Đột Quyết xây một bức tượng có một đời cho Đột Quyết Dương Phi. Mọi người tranh thủ thời gian, mau giờ sang bên kia, mau lên. Mau lên, mau lên. Dùng sức mà đẩy. Đúng, đúng, đúng. Mau lên, mau lên. Dùng sức đẩy đi. Mọi người cẩn thận một chút. Mau lên. Được. Dùng sức. Tranh thủ thời gian. Đúng, dùng sức đẩy nhanh lên. Dùng thêm sức đi. Đừng lười biếng. Sao phải hoàn thành tượng rồi? Đại nhân, đại nhân, đại nhân, không ổn rồi. Bệnh của thiếu gia lại tái phát. Có ai cứu con ta không? Ta có thể giúp ngươi. Uống hết lọ thuốc này, con trai ngươi sẽ hồi phục. Tỉnh dậy đi con ơi. Có phản ứng rồi, có phản ứng rồi.
bẩm báo Dương Tử, công bộ thị lang của Đường Triều đã một đám phế vật, bao nhiêu người mà không trông nổi một bức tượng. Đem binh sĩ tối qua phụ trách trong xưởng và đám thợ của Đường Triều chặt đầu cho sói ăn. Cầu xin Dương Tử tha mạng, tha mạng đi Dương Tử. Đại nhân, làm gì hốt hoảng vậy? Con đĩa. Nói đi. Tối qua thiên tử của hướng Tây Bắc khác thường. Có phải bên phía Tây Bắc lại xảy ra quả quặn gì không? Không sai. Ngươi thấy sao? Ngươi còn chưa nói cho ta biết đó là chuyện gì. Ngươi bảo ta thấy thế nào? Coi ta là thần tiên thật sao? Không phải ngươi có thể nhìn thấy từ thiên tượng sao? Vừa thử đi, ta còn có thể nhìn ra ngươi sức lớn vô địch, võ nghệ siêu quần, trung thành nhất mực, chính trực không ai bằng, cùng chuẩn. Còn nữa, sức ăn của ngươi như trâu bò, thần cản ăn thần, Phật cản ăn Phật, đầu óc thì như chó vậy. Một thanh quyền thiết bàn long đao, chém sắc như chém bùn. Có bao nhiêu kẻ gian thông minh hơn ngươi nhưng cũng chết dưới đao của ngươi. Đúng là đáng tiếc. Được rồi, được rồi. Ta chỉ xem thiên tượng rồi đoán nhận thế, đâu phải thi lý nhãn hay thuận phong nhĩ. Ta cũng là máu thịt cho cha mẹ sinh ra. Xin trương đại bổ đầu minh giám. Công bộ ở Độc Quyết đang xây tượng của Dương Phi đột nhiên sụp đổ, vì vậy mà Độc Quyết Dương nổi giận, muốn đại đường ta phải cho một lời giải thích. Đây là chuyện của triều đình thừa tướng, liên quan gì đến ta? Nhưng có người báo cáo nơi đây là hành vi của công bộ thị lang giám công. Hơn nữa hắn cũng mất mạng tại chỗ, ngay cả vợ con cũng không thấy tung tích. Triều đình nghi ngờ là có người cố ý hãm hại triều ta, muốn khơi mào chiến tranh hai nước. Đúng vậy, cho nên ta muốn nhờ người giúp đỡ. Không có hứng thú. Vụ án này có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Không nghe. Được. Nếu ngươi đã không có hứng thú, vậy ta đành tự đi. Dù sao thì ta cũng cảm thấy vụ án này rất thú vị. Ngươi nói xem, một bức tượng như vậy sao ra một chút lại biến thành bột, tự sụp đổ xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có hứng thú mà. Ta tự đi. Câu sau cùng. Bức tượng phút chốc biến thành bột rồi sụp xuống. Ngươi đi đâu vậy? Lập tức vào cung nhận lệnh. Bức tượng Đột Quyết của Dương Phi bị công bộ thị lang của đại đường phá hủy. Mẹ con gia quyến sợ tội bỏ trốn. Đột Quyết vô cùng phẫn nộ, muốn khởi binh đến hỏi tội đại đường. Tin tức truyền vào hoàng cung, triều đường chấn kinh. Thái Tông Lý Thế Tông hạ lệnh phái thần thám Diên Thiên Cương đến Độc Quyết điều tra vụ án, hòa hoãn nguy cơ của hai nước. Đại nhân, phía trước phát hiện nguồn nước. Đi. Dạ.
Viên đại nhân đâu? Đại nhân tha tội, hình như viên đại nhân có việc gấp, cưỡi ngựa đi vào đường mòn rồi. Đại nhân để lại cho ngài cái này. Đi, xuất phát. Quỳ xuống. Dương Tử, đây là người nhà của cậu quan kia, giết chết cho sói ăn. Tha mạng, tha mạng. Đào hạ lưu nhân. Kẻ nào to gan? Đừng giết người diệt khẩu. Hỗn sược, giết cả hắn cho ta. Khoan, chắc hẳn đây là Dương Tử điện hạ của Đột Quyết đúng không? Có thể làm ra chuyện ngu ngốc thế này, e rằng chỉ có đám ăn chơi trác táng như các ngươi. Ngươi dám nói bổn điện hạ ngu xuẩn? Ngay ra đó làm gì? Giết hắn cho ta. Đây là hung thủ quan trọng liên quan đến vụ án tượng bị quỷ. Một đao này của ngươi chém xuống thì không bao giờ điều tra ra nữa. Nói năng sằng bậy, coi ta có giết chết ngươi không? To gan. Bọn ta là sứ thần của đại đường phái đến, có quan ứng văn thư ở đây. Đối phó một nữ nhân cũng khó khăn như vậy, để ta tự làm thì hơn. Tại hạ là sứ thần Diên Thiên Cương. Lần này đến, ngoài việc điều tra vụ án ra, còn phụng lệnh mang đến vạn lượng hoàng kim, 100 cuộn tơ lụa đền bù cho Đột Quyết, để bày tỏ thành ý của đại đường. Như tử điện hạ không nhận, chúng ta mang đến cũng không dễ. Xem ra thì vẫn nên kéo về thì hơn. Người đâu, khiêng đồ về hết. Đừng vội, đừng đánh nữa. Nếu đại đường đã có thành ý, Đột Quyết chúng ta sẽ nhận. Bổn điện hạ tạm thời tin các ngươi, giao người cho họ. Đa tạ điện hạ. Đừng vội, đừng tưởng tặng một chút lễ thì có thể để đại đường thoát tội. Tốt nhất ngươi nhanh chóng tra rõ chân tướng cho ta. Nếu không, đừng mong ai sống sót rời khỏi đây. Đi. Viên đại nhân, ta nghe nói Đột Quyết Dương Phi này là một người Hán bị bắt đến. Là người Hán à? May mà ngươi đến kịp đấy. Làm sao ngươi biết mẹ con họ đã bị bắt thế? Đột Quyết và đại đường qua lại mật thiết. Trên đường chúng ta đến không hề nhìn thấy xe ngựa đội buôn. Nhưng khi các người đi lấy nước, ta phát hiện một nhóm đội buôn lớn. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh cổng thành của họ đã mở. Chắc chắn đã bắt được tội phạm và quy án. Viên đại nhân, chủ lớn không ổn rồi. Binh sĩ bên ngoài chém giết lẫn nhau. Ở đâu? Ở doanh viện. Đi.
Dừng tay! Dừng tay lại! Dừng tay lại cho ta! Tay. Hình như là trúng độc. Trúng độc. Mau đuổi theo, coi chừng làm người vô tội bị thương. Được. Thả ta ra. Làm gì vậy? Thả ta ra, các người làm gì vậy? Thả ta ra. 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 Không sao chứ? Ta cô không sao chứ? Đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ. Sao vậy? Hành lý của ta. Hành lý? Có lẽ là rơi trên đường đi rồi. Hay là ta đi tìm cùng cô? Cô nương, làm sao vậy? Cây sáo này là thứ duy nhất mẫu thân ta để lại. Nhưng bây giờ hỏng rồi. Xin hỏi cô nương, hiện giờ người nhà ở đâu? Phụ mẫu mất sớm vì chiến loạn. Nửa năm trước ta đến biên tái mưu sinh. Ai ngờ hôm nay lại bị phải binh sĩ bắt giữ. May mà có đại nhân ứng cứu. Nặng lời rồi. Cô nương không sao là tốt. Chẳng qua cô nương phải chịu thiệt, ở lại đây một chút. Đa tạ đại nhân. Phải rồi. Đại nhân đừng gọi ta là cô nương nữa. Cứ gọi ta là hồ điệp. Được rồi cô nương. Hồ điệp cô nương. Ta đi trước. Đã sắp xếp xong cho cô nương kia chưa? Cũng là một nữ tử xấu khổ. Tuổi này của ngươi cũng nên tính chuyện cưới xin rồi. Đại nhân lại trêu đùa ta.
Thương thế của binh sĩ thế nào rồi? Lượng độc và thời gian phát độc của mỗi người đều khác nhau. Khi đường đen trên cánh tay chạy đến lồng ngực chính là lúc độc phát. Kỳ lạ, chúng ta bị trúng độc thế nào? Chúng ta đi đến đây ăn uống như nhau, nhưng chỉ có ta đi trước, không uống nước ở con sông ngoài thành. Nước sông này chắc chắn có vấn đề. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách tìm ra thuốc giải. Phải rồi, ta nghe nói con trai của công bộ Thị Lan trước đó từng có chứng phát cuồng giống như vậy. Uống thuốc đi. Uống thuốc gì? Chúng ta xui xẻo, người trong binh doanh đều trúng độc. Hôm nay có mười mấy huynh đệ phát độc nổi điên. Vậy thuốc này có tác dụng không? Không biết, chỉ đành chữa người chết thành người sống. Đa tạ. Uống xong, con sẽ hồi phục hoàn toàn. Chỉ còn một viên thôi. Con trai, con mau uống đi. Đưa đây. Sao phu nhân lại có loại thuốc này? Chuyện đến nước này, ta cũng không thể giấu nữa. Khoảng một tháng trước, con ta đến bờ sông nghịch nước. Sau khi về nhà thì trúng độc. Khám hết các thần y, không ai trị được. Một đêm trước khi tượng đá bị hủy, phu quân mặt mày khẩn trương mang lọ thuốc này từ bên ngoài về, dặn dò ta mau chóng mang con chạy trốn. Xem ra công bộ Thị Lan dùng thuốc giải trao đổi điều kiện phá hủy tượng. U Lan Hoa, loài hoa này mọc ở biên cảnh phía tây Độc Huyết. Nếu nó có thể giải độc trên người đứa nhỏ, vậy thì cũng có thể giải độc cho các binh sĩ. Trương Bổ Đồng, ngươi lập tức đến tất cả hiệu thuốc trong biên cảnh Độc Huyết thăm dò tình hình của loại thuốc này. Dạ, đại nhân. Loại thảo dược U Lan Hoa này hiện tại tất cả hiệu thuốc trong biên cảnh Độc Huyết đều không có bán. Ta đã hỏi sai giặc, họ nói bị thương hộ của Mã ấp mua hết rồi. Trong thành Mã ấp chẳng lẽ có bí mật gì? Lập tức thông báo xuống, sáng mai đến thành Mã ấp. Được. Ngươi định sắp xếp cho vị hồ điệp cô nương kia thế nào? Hồ điệp cô nương, ta nhắc đến cô nương thì ngươi không nói được gì. Dũng cảm bình thường đi đâu hết rồi? Cũng mang về Mã ấp luôn đi. Được, vậy ta đi. Ta đi báo cho cô ấy. Hồ điệp cô nương không cần phải sợ. Đứng lại. Không giữ chữ tín, không để lại lời giải thích nào mà muốn đi. Bắt hết lại cho ta. Khoan, muốn có một lời giải thích, vậy thì mang một ít tàn dụng của bức tượng và một thau nước sạch đến đây. Sao lại nhiều sát trùng như vậy? Theo như bổn thảo trùng chú ghi chép, đây là một loại côn trùng ăn đá, vốn là loại côn trùng diễn cổ sống ở sông băng Tây Vực, sau đó bị du sư đánh thức. Sau này lúc du sư truyền đạo trên đỉnh núi, dùng để tạo ra cảnh tượng núi sụp đất lở để truyền bá thần dụ mê hoặc người đời. Sau đó truyền đến Tây Vực, do Tây Vực là thảo nguyên cho nên không còn tung tích.
Dương Tử, côn trùng ăn đá bám vào tượng đá, liên tục gặm đá cho đến khi no chết mới thôi. Nhưng chuyện khó hiểu là vì sao côn trùng lại điên cuồng như vậy? Vậy người thả côn trùng là ai? Bọn ta phát hiện manh mối ở Mã ấp, cho nên xin Dương Tử cho đi. Được cười, tùy tiện đem trách nhiệm đổ cho vài con côn trùng. Không phải đã được các người định di dời tầm nhìn rồi bỏ trốn mất đấy chứ? Xin Dương Tử nói chuyện chú ý chừng mực. Hỗn xược, ngươi là cái thá gì? Trương Bổ Đầu, Dương Tử, hung thủ quỷ quại tượng là người khác. Xin cho ta vài ngày, có tin tức ta lập tức báo cáo. Được, để lại lệnh bài và quan ứng. Ngày mai ta đích thân đến thành Mã ấp giám sát người điều tra. Được, vậy phiền Dương Tử tạm thời giữ nó thay tại hạ. Đại nhân, ngày mai tại hạ chờ ngài ở thành Mã ấp. Cho qua. Vị đại nhân Trương Bổ Đầu, không biết hai vị đại nhân đến phủ tướng quân của ta có việc gì? Dương tướng quân, ta có chuyện muốn nhờ. Tướng sĩ của ta trúng kịch độc, ta đến để mượn bản đồ Mã ấp của ngài điều tra các cửa tiệm trong thành. Người đâu, lấy bản đồ. Vị đại nhân, đây là bản đồ mới nhất của thành Mã ấp. Tất cả hiệu thuốc đều được đánh dấu trên bản đồ này. Vị đại nhân, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói vị đại nhân thần cơ diệu toán, thông minh tài trí, hay là ngài đoán thử cho ta đi. Nếu đoán chuẩn thì ta sẽ tặng bản đồ, đoán không chuẩn, mời hai người lập tức rời khỏi thành Mã ấp của ta. Ngài dám? Vị đại nhân là không sai do hoàng thượng phái đến. Dương tướng quân, ngài cũng to gan thật. Tướng quân ở ngoài không nhận được quân lệnh. Ngài không con không cái, không chút vướng bận, không gần nữ sắc. Bởi vì vợ ngài mất sớm, không buông bỏ được nhớ nhung về vợ, cho nên đến bây giờ vẫn chưa thành thân. Tướng quân, hôm nay đã đến chỗ ẩm ướt, buổi sáng đã ăn mì. Xem ra viên đại nhân âm thầm phái người điều tra ra. Vị đại nhân không rảnh rỗi như vậy. Ngài không điều tra mà là quan sát. Khăn buộc tóc trên đầu ngài đã phai màu, nhưng rất quan trọng với ngài, cho nên ngài vẫn dùng. Qua văn trên khăn chỉ có vợ mới có thêu cho chồng, chứng minh ngài có một người vợ vô cùng yêu ngài. Nhưng mà khăn buộc tóc phai màu vẫn không đổi cái mới, chứng minh vợ ngài đã rời bỏ ngài. Chỉ có người lâu ngày không gần nữ sắc hoặc là thân đồng tử, dư khí trên người mới được dồi dào như vậy. Trong kẻ giày có cát sỏi, chắc chắn hôm nay tướng quân đã đến chỗ ẩm ướt. Trong râu của tướng quân còn sót lại bột mì, chứng minh sáng nay ngài đã ăn mì. Dư tướng quân, ngày mai đột quyết Dương Tử sẽ đến thành Mã ấp giám sát. Xin tướng quân chuẩn bị tiếp đón cho tốt. Hung thủ chắc chắn sẽ gây hiềm khích giữa hai nước, rất có khả năng sẽ ra tay với Dương Tử. Một tướng quân, hãy cùng ta bảo vệ Dương Tử cho tốt. Tiện thể nhắc nhở một chút, sau này ăn cơm xong tướng quân nhớ lau râu cho sạch sẽ nhé.
Nào, đa tạ. Người tiếp theo. Đa tạ. Người tiếp theo. Nào, người tiếp theo. Viên đại nhân, thế nào? Lão Phu đã hỏi rồi. Ô Lan Hoa trong thành Mã ấp đã bị bán sạch rồi. Bán ra ngoài hết rồi à? Vậy thì cho hỏi là ai đã mua nó? Cái này ta thực sự không biết. Ngôi miếu này lập cho vị thánh hiền nào thế? Là Dương Vũ, Dương đại nhân. Vì sao thành Mã ấp lại lập miếu cho Dương Vũ tướng quân? Nói ra thì dài lắm. Năm đó lúc người đột quyết đánh đến, Dương tướng quân ra sức bảo vệ thành. Lúc tường thành gặp nguy hiểm, Dương tướng quân lại lắng người đột quyết đồ sát thành. Ngài ấy không mang an nguy của gia quyến, quyết thân hộ tống người dân chúng ta rời khỏi thành tránh nạn. Ngài nói xem, quan tốt như vậy, người dân thành Mã ấp có phải nên cung phụng đời đời không? Vậy những người dân này từ khắp nơi đến đây chỉ để lãnh một chén cháo? Đâu có. Sau khi cơ dân này lãnh cháo thuốc xong, Dương tướng quân còn sắp xếp ăn ở và việc làm cho họ, còn dẫn dắt người dân sửa đường đắp đê ngoài thành, dẫn nước cho Mã ấp, tạo phúc cho người dân. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, tất cả hiệu thuốc ở thành Nam đều không có U Lan Hoa. Vậy suốt cuộc ô lan qua đã bị ai mua hết? Mau lên. Đi, thông báo cho Diên đại nhân ngay. Dạ. Không ổn, có người. Mau dập lửa. Dạ. Quả nhiên đều là U Lan Hoa. Sao người biết? Bọn họ sẽ mang ra hồng khô vào buổi tối. U Lan Hoa là một loài hoa chí âm. Muốn nâng cao dược tính của nó, phải thường xuyên hồng khô dưới ánh trăng để nó hấp thu âm khí của ánh trăng, nên ta mới bảo ngươi đi tìm vào ban đêm. Xem ra phán đoán của ta không sai. Đáng tiếc là ta sắp xếp không chu toàn. Trước tiên cứu tướng sĩ quan trọng hơn, mang số thảo dược này về. Mang thảo dược được điều chế xong về doanh trại cho các tướng sĩ uống vào. Được. Ngươi cũng đừng quên uống. Yên tâm đi. Sắp xếp cho cô nương kia chưa? Ta đã sắp xếp cô ấy ở quán trọ gần đây. Vậy thì tốt. Mau đi đi. Vậy... Cô nương đang tìm gì vậy? Đại nhân. Đại nhân, cây sáo của ta mất rồi. Chắc là để quên đến đột quyết. Các cô nương muốn tìm
Có phải cái này không? Đại nhân, ngài hại ta lo lắng cả ngày. Cô nương, cô đừng khóc, ta chỉ muốn chờ sửa xong lập tức mang về cho cô. Đại nhân, vì sao ngài tốt với ta như vậy? Cô đừng nói nặng lời rồi. Chút việc cỏn con, cần gì phải nói đến. Y phục ngài ướt hết rồi, hay cởi ra ta hông khô cho ngài, coi chừng cảm lạnh. Cũng được, để ta giúp ngài. Việc này đại nhân, cổ áo của ngài lệch rồi. Cô nương, ta an bài hai thị vệ cho cô ở ngoài cửa. Một là có thể bảo vệ an toàn cho cô, hai là lúc ta không có mặt, nếu có nhu cầu gì cô cứ nói với họ. Đại nhân đã chăm sóc ta từng ly từng tí. Hồ điệp thực sự không biết lấy gì báo đáp. Cô đừng khách sáo quá. Ta sợ. Cô đừng sợ, có ta đây. Ngày mai Dương tử đột quyết sẽ đến Mã ấp. Chuẩn bị xong hết chưa? Chủ nhân yên tâm, tất cả đã chuẩn bị xong. Được, nhớ kỹ, phải bắt sống. Phải bắt sống. Dạ. Tướng quân Dương Vũ của thành Mã ấp nghênh đón đột quyết Dương tử đại giá. Mời. Cô đưa có dạ hương thật, có nghe thấy chưa? Cô đưa đang nhớ Trương Bổ Đầu đấy. Cung nghênh Dương tử điện hạ. Cung nghênh Dương tử điện hạ. Nghe nói nữ tử đại đường ai đấy cũng đẹp như tiên. Bốn điện hạ muốn tận mắt nhìn thử. Ngài mở miệng thì tất nhiên không thiếu rượu ngon cười đẹp. Cẩn thận, bảo vệ Dương tử. Chúng tướng bảo vệ Dương tử. ما
mai tặc từ đâu đến? Bảo vệ đại nhân, đây là quà gặp mặt thành Mã ấp tặng ta sao? Hộ tống Dương Tử về phủ. Chúng tướng nghe lệnh, hộ tống Dương Tử về phủ. Súc. Dương Tử, ngài sao rồi? Không sao chứ? Bổn điện hạ chưa chết được. Trương Bố đâu? Người đâu? Bắt Trương Bố Đầu lại. Trương Bố Đầu, gây họa lớn như vậy, chuyện này truyền đến Trường An, ngài và ta đều khó thoát truy cứu. Truyền lệnh ta, giờ ngọ ngày mai chém đầu thị chúng Trương Bố Đầu ở ngoài thành. Ngoài ra mau phái tín sử đến Trường An bẩm báo chuyện này cho bệ hạ. Tuân lệnh. Dương tướng quân, ta hiểu con người Trương Bố Đầu, trong này chắc chắn có nguyên nhân khác. Xin Dương tướng quân đừng độc đoán. Trong này có vấn đề gì chứ? Đột quyết Dương Tử chết ở thành Mã ấp, tội lớn thế này ta và ngài đều khó thoát trách nhiệm. Để cho đột quyết một lời giải thích, bổn tướng không quan tâm được nhiều nữa. Nhưng đại nhân nên tìm cách tự lo cho mình đi đã. Người đâu? Tiễn khách. Di đại nhân. Di đại nhân. Sư đại ca thực sự là hung thủ giết Đột Quyết Dương Tử sao? Hôm nay Hồ Điệp cô nương có động tĩnh gì? Không có, cô ấy ở trong phòng không rời nửa bước. Không có hiện tượng gì khác thường. Cô ấy ở trong phòng thổi sáo một hồi. Đại nhân, Trương đại ca chắc chắn không làm ra chuyện như vậy. Xin đại nhân minh qua cho Trương đại nhân. Ta cũng tin hắn không làm ra chuyện này. Bây giờ ta đi xem thử tình hình của hắn. Sao ta? Ngươi đã giết Đột Quyết Dương Tử. Ngươi nói cái gì? Ta giết.
Ta giết chết Đột Quyết Dương Tử sao? Không thể nào. Làm sao có thể chứ? Ngươi xem, thứ này lấy từ trên cổ ngươi xuống đấy. Côn trùng ăn đá. Bề ngoài con này giống như côn trùng ăn đá, nhưng màu sắc lại khác nhau. Côn trùng ăn đá màu xám đá, có thể ăn đá. Con này màu đỏ thẫm, không thể ăn đá, nhưng lại có tác dụng khác. Đại nhân, cổ ngài lệch rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định trả lại trong sạch cho ngươi. Đứng lại. Đại nhân, Viên đại nhân, Dư tức quân phái các người đến sao? Quân lệnh, xin đại nhân hiểu cho, đưa cô ta đi. Nhưng đại nhân này sao lại đến trước ta một bước? Quân đội Đột Quyết đã tập kết ngoài thành, có khả năng sẽ phát động tấn công bất cứ lúc nào. Quan thượng đã điều khiển trọng binh, lệnh cho chúng ta chống lại thiết kỵ Đột Quyết. Chúng tướng sĩ phải ra sức chống lại, bảo vệ thành mã ấp. Giết! 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 Viên đại nhân, Dư tướng quân, xin hỏi nữ tử bị ngài bắt tối qua hiện đang giam ở đâu? Nữ đồng đảng kia, Dư tướng quân nói như vậy hơi không đúng. Nữ tử đó chỉ là Trương Cổ Đầu cứu được ở biên cảnh Đột Quyết, trước đó chưa từng quen biết. Sao viên đại nhân khẳng định nữ tử đó và Trương Cổ Đầu không có hiềm nghi hợp mưu giết chết Đột Quyết Dương Tử? Nữ tử đó mới là hung thủ thực sự giết chết Đột Quyết Dương Tử. Trước bố đầu chỉ bị trùng độc của cô ta khống chế. Dương tướng quân, mời xem. Dương đại nhân là có ý gì? Cô bổn tướng là trẻ lên ba sao? Ngài khống chế cho ta xem. Trùng độc này dùng âm luật để khống chế. Âm luật bình thường chỉ khiến trùng độc sao động, không có quy luật, không có tác dụng để khống chế người. Chỉ có nhạc phổ trong tay nữ nhân đó mới có thể khống chế độc trùng làm vậy. Vậy ý của viên đại nhân, Trương Bổ Đầu bị nữ tử kia bày kế hãm hại? Nếu đã như vậy, ta có thể âm thầm đồng ý với ngài quản việc hành quyết Trương Bổ Đầu lại mấy ngày. Nhưng có một điều kiện, ngài phải khiến nữ tử kia nhanh chóng thừa nhận tội của mình. Như vậy ta và ngài cũng dễ giải thích với triều đình.
Còn nữa, Dương tướng quân có từng nghe nói đến quân đoàn bất tử và vị công chúa kia không? Quân đoàn bất tử, tương truyền thời kỳ Tùy Giảng Đế, vì chứng hưng Dương triều Đại Tùy, dẹp yên khởi nghĩa của nông dân các nơi, phái quân đội và nghĩa thành công chúa đến Đột Quyết tìm kiếm một phương pháp có thể khiến người ta đau thương bất nhập, luyện thành quân đoàn bất tử. Đồn rằng quân đoàn bất tử sắc diện hung ác, đau thương bất nhập, lấy một chọi trăm. Vậy chuyện này có liên quan gì đến truyền thuyết đó? Có còn nhớ kẻ che mặt lúc Dương Tử bị ám sát không? Bọn họ cũng không sợ đau thương. Chẳng lẽ đó là quân đoàn bất tử? Còn chưa chắc. Dương tướng quân, ta còn phải vào nhà lao gặp nữ tử kia. Tạm thời xin cáo lui. Xảy ra chuyện gì? Không biết vì sao nhà lao lại bốc cháy. Nữ tử bị bắt tối hôm qua đâu? Đã bị thiêu cháy không còn nhìn ra mặt mũi. Dầu cá, chắc chắn là cố ý phóng hỏa. Nhìn hình dạng xương không giống hồ điệp cô nương. Chắc chắn cô ta đã bị mang đi. Dương tướng quân đến phòng ta làm gì? Có phải thật không? Sao vậy? Sao lại như vậy được? Đúng vậy, giết cả Đột Quyết Dương Tử. Viên đại nhân không phải loại người đó. Sao viên đại nhân có thể làm ra chuyện này? Ngài ấy bị vu oan đúng không? Báo cáo tướng quân, không phát hiện Viên Thiên Cương. Tiếp tục lục soát toàn thành cho ta. Dạ. Ngươi có nhìn thấy người này không? Không có. Có nhìn thấy người này không? Không nhìn thấy. Ngươi qua đây có nhìn thấy không? Ngươi qua đây có nhìn thấy không? Không. Có nhìn thấy người này không? Không có. Đi. Ngươi có nhìn thấy người này không? Có nhìn thấy không? Không có. Ngươi qua đây. Không nhìn thấy. Có mùi ô lan qua. Tiền mua ô lan qua tổng cộng 7 vạn 2 ngàn.
Đưa phạm nhân lên. Đi. Đi. Phạm nhân Trương Kình Vũ hợp mưu với thái sử lệnh Diên Thiên Cương giết chết Đột Quyết Dương Tử, bây giờ lập tức hành quyết Trương Kình Vũ, chất nhiếp đào phạm Diên Thiên Cương, cho phía Đột Quyết một lời giải thích. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Giờ ngọ đã đến. Chém. Người đâu? Bắt lấy hắn. Dư tướng quân, hôm khác gặp lại. Diên Thiên Cương. Dũng dĩ ta tưởng không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Mùi dĩ chờ chết, không tệ chứ. Có ngươi ở đây, ta muốn chết cũng khó. Ta nghe nói hồ điệp bị thiêu chết rồi. Cẩn thận. Trương Bố đâu? Chặt đứt đầu chúng. Chết hết rồi. Bọn chúng là ai? Quân đoàn bất tử trong truyền thuyết. Quân bất tử dựa vào đông máu tức thì, khiến vết thương không chảy máu, cho nên không sợ đau kiếm. Hiện giờ đại quân triều đình đang đến, chỉ còn 2 ngày nữa là khai chiến với Đột Quyết, nhất định phải tìm ra nơi ẩn thân của quân bất tử mới được. Ngươi đừng nói mấy thứ vô dụng này. Ta đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi. Đa tạ. Người tiếp theo. Đa tạ. Đa tạ.
Nhìn gì vậy? Muốn ăn cơm không? Mặc cái này vào. Đang mặc y phục hẳn hoi, ngươi bảo ta mặc nó làm gì? Ngươi nghĩ chúng ta đến ăn cơm thật sao? Cháu mà những nạn nhân kia nhận có trùng độc vào ô lan hoa. Ô lan hoa ngoài tác dụng giải độc ra, còn có thể kích thích cơ bắp người. Chắc chắn có người mượn danh thu nhận nạn nhân, sửa đường đắp đê, bí mật tạo ra quân bất tử. Mau lên đi. Mau lên, mau lên. Mau lên nào. Mau lên. Mau lên đi. Đi xem thử tình hình. Đi. Mau lên. Mau đi theo. Đi. Đi mau. Mau lên đi. Đi nào. Đi mau. Đi mau. Mau đi. Vào bên trong. Mau vào bên trong nào. Mau lên. Theo sát, theo sát. Theo sát. Mau lên. Đi mau. Theo sát. Đi mau. Đi mau. Một đám vô dụng. Nhiều ngày như vậy, chỉ có hai người mà không tìm ra. Lật tung cả thành mã ấp lên, tìm bọn chúng cho ta. Nhất định phải tìm chúng cho bằng được. Dạ, chủ nhân. Chủ nhân, lại có một đám người Hán tới. Tốt, nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị chế tạo quân bất tử. Tuân lệnh. Mau lên đi mau. Mau lên đi. Mau lên. Đi mau. Mau lên. Đi mau. U Lan Hoa. Mau lên, mau lên. Đi mau. Mau lên nào. Mau lên. Mau lên. Mau lên đi. Mau lên. Vào đi. Mau lên. Mau. Vào đi. Vào mau. Vào đi. Treo lên. Quân đoàn bất tử. Hóa ra chúng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để tạo ra quân đoàn bất tử. Đây là nơi ẩn náu của quân đoàn bất tử. Không sai. Nhưng mà trước khi chúng ta bị bọn chúng phát hiện, nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không chỉ dựa vào hai chúng ta, tuyệt đối không thể đối phó nhiều người như vậy. Chủ nhân, mọi chuyện đã xong rồi, chỉ còn thiếu nhạc phủ. Tiếp tục. Dạ. Dương Vũ. Đi.
Tiếp tục giằng co như vậy đều không tốt cho ta và cô. Ngươi từ bỏ hy vọng đi. Ta sẽ không cho ngươi biết khẩu quyết của quân đoàn bất tử đâu. Cô bướng bỉnh như vậy chỉ khiến bản thân chịu khổ. Bớt nói nhảm đi. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta giết cô thì có lợi cho cô rồi. Ta phải dạy dò cô từng chút một. Dương Vũ, hôm nay ta phải bắt ngươi về quy án. Viên đại nhân quả nhiên là tài trí thông minh. Không ngờ có thể tìm được đến đây. Còn có thể vạch trần ta. Sơ hở lớn nhất của ngươi chính là ngươi lấy danh nghĩa làm việc thiện, triệu tập nạn dân đến là quân đoàn bất tử của ngươi. Được thôi, nếu đã đến rồi thì trở thành quân bất tử của ta đi. Hầu Điệp, đi mau. Đứng lại. Chú đại nhân, có mật thất, mau đi. Đứng lại. Hai người không sao chứ? Để Nghĩa Thành công chúa chịu ấm ức rồi. Ngươi vừa gọi cô ấy là gì? Nghĩa Thành công chúa. Không sai. Chuyện này không thể. Không phải Nghĩa Thành công chúa đã gả đến Đột Quyết rồi sao? Năm đó Đột Quyết chia ra làm hai hạng quốc. Truyền thuyết nói Tây Độc Quyết nắm giữ sức mạnh thần bí của quân đoàn bất tử này. Vì vậy phụ hoàng thông qua kế hoạch liên hôn, âm thầm tìm kiếm bí mật của quân đoàn bất tử để dẹp y khởi nghĩa các nơi, cứu vãn đại nghiệp Đại Tùy. Ông ấy phái người đến đón hai mẹ con ta vào cung, lệnh cho ta gả đến Độc Quyết. Nhưng ta không thèm danh hiệu công chúa. Ta chỉ muốn ở bên mẫu thân là ta đã mãn nguyện. Nhưng phụ hoàng đã dùng tính mạng mẫu thân uy hiếp ta, ép ta gả đến Tây Độc Quyết. Đúng lúc gặp tùy triều nội loạn, quân khởi nghĩa các nơi đua nhau nổi lên. Ta cầu xin Tây Độc Quyết hạ hãn, phái binh giúp đỡ tùy triều diệt trừ phản loạn. Nhưng Độc Quyết hạ hãn chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi. Sau đó ta nhân lúc Đột Quyết hạ hãn vắng mặt, lẻn vào trong lều, phát hiện ra căn tủ ngầm, tìm thấy một hộp gỗ. Trong đó có 6 con trùng độc màu nâu đỏ, 6 con trùng độc màu xám đá và cuộn tàn văn của quân đoàn bất tử. Có được vài đôi trùng độc và khúc phổ, ta lập tức bỏ trốn về mã ấp. Không ngờ trên đường gặp phải Dương Vũ đang trứng thủ biên tái. Dương Vũ gian xảo moi được bí mật của quân đoàn bất tử từ biển ta, đồng thời giam cầm ta. Vì muốn giữ mạng, ta một mực không chịu nói cho hắn biết bí quyết khống chế quân bất tử. Xem ra khẩu quyết mà Dương Vũ luôn tìm chính là khúc nhạc sáo mà cô thổi. Không sai. Quân đoàn bất tử của Dương Vũ cô không khống chế được sao? Trước khi ta bị bắt, Dương Vũ không cho ta đến gần quân bất tử và lượng lớn trùng độc hắn nuôi cho quân bất tử.
Hôm nay các ngươi đừng ai mong chạy thoát. Giao khẩu quyết cho ta đi, ta tha chết cho các ngươi. Dương Vũ, chỉ vì muốn đoạt lại thê tử của mình mà ngươi tán tận lương tâm. Làm sao ngài biết hắn làm vậy vì thê tử? Bởi vì cái này. Tuy tuổi tác hai bức chân dung không giống nhau, nhưng hình dáng vô cùng giống nhau. Hiện giờ thê tử bị đột quyết bắt đi đã thành Dương Phi. Nếu hiện giờ nàng ấy không phải đột quyết Dương Phi, ta cũng không bị ép bước đến con đường chế tạo quân bất tử. Ta không cần gì hết. Ta không cần giang sơn xã tắc gì. Ta cũng không cầu vinh hoa phú quý. Ta chỉ muốn cùng người nhà sớm ngày đoàn tụ. Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! Thả ta ra! Người dân của Mã ấp đều nợ ta một mạng. Hy sinh vài nạn nhân có đáng là gì? Ngươi cấm miệng. Cho dù không có khẩu quyết, quân bất tử bán thành phẩm này cũng đủ để ta dùng. Ngươi không cảm thấy người bị công chúa lợi dụng sao? Ngài sao lại nói như vậy? Công chúa, thực ra mục đích của cô là phản đường phục tùy. Trước tiên cô lợi dụng Trương Bộ Đầu giết chết đột quyết Dương Tử, sau đó lại lợi dụng ta tìm ra nơi Dương Vũ chế tạo quân đoàn bất tử, giúp cô đoạt quyền khống chế quân đoàn bất tử. Ngươi ngậm máu phun người, dựa vào đâu mà nói vậy? Ngày đột quyết Dương Tử bị hại, rõ ràng là có hai nhóm người. Quân đoàn bất tử của Dương Vũ muốn bắt Dương Tử đi để đổi lấy thê tử của hắn, còn mục đích của công chúa mới là giết chết Dương Tử. Tính kế thì đã sao? Không phải đám người các ngươi để ở trong lòng bàn tay ta sao? Ta muốn bóp chết ai thì bóp chết người đó. Vì sao cô lại trở nên như vậy? Chỉ vì phục hưng nhà Tùy sao? Phục hưng nhà Tùy. Cô quốc thì có gì đáng lưu luyến? Nó khiến ta mất đi mẫu thân, khiến ta lang bạc kỳ hồ, khiến ta không biết liêm sỉ, như một món đồ chơi bị truyền tới truyền lui trong tay bốn cha con của đột quyết. Ta hận Dương Triều đó, ta hận người phụ thân đó. Nhưng ông ta đã dạy cho ta một điểm, chính là phải nắm quyền lực vào tay mình cho thật chặt. Như vậy mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Vì sao cô lại như vậy? Ta nói thật với các ngươi, khi ta có được bí mật của quân bất tử, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nắm chặt quyền lực trong tay mình. Bất luận đối thủ của ta là phụ thân hay là Lý Đường, độc phụ, giả tâm của cô quá lớn. Ta giết bọn họ trước, rồi từ từ dày dò cô, giải quyết cô. Dương Vũ, ngươi tự cục diện bây giờ vẫn còn nằm trong lòng bàn tay ngươi sao? Không phải ngươi luôn muốn biết khẩu quyết của quân đoàn bất tử sao? Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Trương Bố Đầu, Trương Bố Đầu, Trương Bố Đầu, Trương Bố Đầu.
Các tướng sĩ xuất phát đến sơn cốc. Dạ. Rất tốt, có các ngươi trẫm sẽ thành công thống trị. Trương Bố Đồng, Trương Bố Đồng, Trương Bố Đồng, mau dậy đi, đi, đi mau. Mau. Tất cả theo sát. Mau. Đại nhân, ta đến trễ rồi sao? Không trễ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh bôi chất nhầy lên binh khí. Dạ. Như vậy là sao? Phá quỷ thần thải bất tử đông máu tức khắc. Giết!
Công chúa, dừng tay đi. Dựa vào năng lực một mình cô, không thay đổi được thiên hạ này đâu. Bớt nói nhảm. Chuyện đến nước này, ta còn dừng tay được sao? Diên Thiên Cương, là ngươi đã phá hoại tất cả kế hoạch của ta. Là ngươi hại ta không thể làm hoàng đế. Ta phải giết chết ngươi. Đại nhân cẩn thận. Trương Bổ Đầu, đừng buông tay, nắm chặt ta. Đừng buông tay. Xin lỗi, là ta đã lừa quên. Đừng mà, đừng. Công chúa, công chúa. Bí mật của quân đoàn bất tử, theo sự hủy diệt của Mê Cốc, vĩnh viễn chôn vùi dưới Mê Cốc. Thực ra thế gian này làm gì có quân đoàn bất tử? Đó chẳng qua chỉ là cái cớ của những kẻ quyền lực mất nhân tính tạo ra để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Trùng độc mà các tướng sĩ trúng phải sau cùng bị Diên Thiên Cương dùng thuốc đặc chế ra từ con đĩa giải trừ hoàn toàn. Đời này cô gánh giá quá nhiều gánh nặng. Nếu có kiếp sau, ta mong cô đầu thai vào một gia đình bình thường, đơn giản mà hạnh phúc, sống hết cuộc đời. Đột quyết Khả Hãn dẫn binh công đánh Mã Ấp, phát động tấn công với Đại Đường. Đường Thái Tông phái 100.000 binh chia ra 6 đường phản kích Đột Quyết, bắt sống Đột Quyết Khả Hãn, ngăn chặn sự xâm lược của Đột Quyết, tạo ra khung cảnh bình yên cho Khai Nguyên thịnh thế sau này. Từ đó các dân tộc thiểu số đều thần phục Đường Triều, tôn xưng Đường Thái Tông làm Thiên Khả Hãn.